Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu lưu miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 29 tháng 11, em xin lại giới thiệu tiếp góc một chiếc đầu đĩa của hãng Tech với model của nó là CD400. Chiếc đầu này thì có chức năng đọc đĩa CD ở bên trái và đọc băng cassette ở bên phải. Đấy, và model này thì em bán cũng rất là nhiều rồi, rất là tiện lợi. Nó vừa đọc đĩa CD vừa đọc băng cassette vừa làm rẻ, khá là hay. Đấy, nó có chỉnh âm sắc lượng này, lớn nhỏ. Thì chiếc đầu cassette này thì sở hữu xoay ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 13,2 cm và chiều sâu của nó 28,5 cm. Nó nặng là 5 kg. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho các bác được chiêm ngưỡng. Ngoại hình của chiếc đầu này thì đây, cái phần nút này là nút gạt sang chạy CD, chạy cassette. Thế nhưng mà anh chắc bác chủ cũ của Nhật cái dán vào giữ được, chúng ta cứ dùng lúc nào dùng cassette thì tắt CD, lúc nào dùng CD thì tắt cassette đi để cho sử dụng. Đấy. Và cái đèn tia này thì phải cho sử dụng cái cassette thôi các nhé. Và đồng hồ đây thì cho đồng hồ CD. Đấy. Và mắt đọc của ổ CD này là dùng mắt đọc của Sony, dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy, chất âm cho ra là 18 bit. Đấy. Rất là sạch sẽ và chi tiết. Rồi còn đây là phần cassette. Cassette thì có chức năng auto revert, thế nhưng mà em test thì nó không tự động auto revert, chúng ta phải gạt ở đây. Đấy, mỗi lần chuyển. Đấy, đây có vấn đề. Đấy. Đấy, sẽ tự động chuyển. Đấy. Thì chiếc đồ này là thu phát rất là tốt nhé. Rất tốt. À, cạnh này thì nó có vết cấn nhẹ đây. Đấy. Ở đây có vết xước này. Đấy, vết xước này. Phần thắt lưng. Phần cạnh trên. Cạnh trên của chiếc đồ này thì có vết xước mờ, vết xước mờ. Đấy. Xước mờ. Dung là khá đẹp. Phía sau, ở phía sau của nó thì có cái tượng bị ố cơ nhá. Đây ố là lấm chấm này. Đấy, model của nó là AD400, điện 100V, công suất là 15W, được sản xuất tại Đài Loan, made in Taiwan. Đấy, và đây có những vết xước này. Đấy, phía sau là vậy. Và đây là đường output, là đường ra âm đi của phần cassette, còn đây là đường ra âm đi của đường CD. Thì các bác là nếu có rắc kết nối luôn thì là cái tốt, còn không có thì phải chuyển ổ, chuyển cái rắc ra, còn đây in là vào đường vào để chúng ta làm rẻ hoặc chúng ta ghi. Đấy. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của em nó cũng rất là mới, máy móc thì zin nguyên bản. Đấy. Bắt đầu ổ CD thì cũng zin thoải mái luôn. Đấy. Tủ lên 4.700 mi. Còn đây là phần cassette. Phần cassette thì toàn bộ là thay dây của doa rồi. Đấy. Tủ tủ của toàn bộ cũng là tủ của Jubicom hết nhé. Jubicom chất lượng. Đấy. Rồi, và sau đây thì em xin test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và trước tiên thì em test cái chức năng đọc bằng cassette. Oh.
test cái chức năng làm rè nhé và ghi luôn để cho bác thưởng thức. Làm rè thì các bác chỉ cần bấm nút tạm dừng và các bác nhấn nút play. Âm lượng đây, chỉnh âm lượng.
chiều lại mới ghi được ạ. Màn đêm cho phát lại. Rồi. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng du câu bên chiều, nghe không gian tiếng yêu thương. Thu và phát rất là tốt, bạn em mà test cái chức năng đọc đĩa CD. Đầu đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép này, và đĩa lòng vàng là đĩa lòng trắng. Này, em test CD sao chép để bạn nghe. Đã nhận đĩa. Em chuyển nữa nhé, vậy chuyển sang cái ổ CD. Thank you.
chỉ là tình của mỗi con người. Một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi giã từ tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng đi chinh chiến quan san, bồi hồi mình em
mùa thu đến, một mùa chia phôi mang một nỗi buồn, những cầu phân ly chiếc lữ ưu lan tìm về người yêu chẳng thấy, thu tím lá vàng từ đây gặp lại nhau, cuối mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi. Từ ngày bước sang thuyền cho tàn, hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thuở nào cầm bằng những nước cuốn dưới chân cầu, xin anh hiểu cho trong gió giận vui tháng năm. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đành vĩnh biệt từ đây hỡi anh. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá tình đầu đó xin chôn. Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì ở trước này các chức năng hoạt động hoàn hảo và giá em bán với giá là 2 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc, chỗ nào chuyển đủ tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại còn là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã xem video của em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.